Thứ hai là những cái sản phẩm serum phục hồi. Và trong cái quá trình chúng ta phục hồi thì nên dùng các serum như là B5 chẳng hạn, hay là có ceramide chẳng hạn, để chúng ta có thể phục hồi làn da tốt hơn này. Hãy dừng lại ngay việc xử lý nám da, trị nám da nếu chúng ta gặp một trong số những trường hợp phía dưới đây. Bởi nếu có một trong số những trường hợp này thì tình trạng nám của chúng ta sẽ rất khó cải thiện, thậm chí là tái đi tái lại. Một số trường hợp thì còn nặng nề hơn, nám đậm hơn rất là nhiều. Và chúng ta cùng tìm hiểu xem là nếu mắc một trong số những trường hợp này thì trong giai đoạn đó chúng ta sẽ nên làm gì nha. Và trước khi bước vào phần chính của video thì đừng quên là hãy bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube Màu Đỏ ở phía dưới, để hàng ngày chị em chúng ta được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Trường hợp đầu tiên chị em không nên xử lý nám da, đó chính là phụ nữ đang mang thai và cho em bé bú. Chị em biết rằng là cái tình trạng nám da của chúng ta xuất hiện ấy, là do rất là nhiều những cái nguyên nhân, và một trong số đó chính là do yếu tố nội tiết. Và trong cái thời kỳ phụ nữ chúng ta mang thai và cho em bé bú thì chúng ta chịu cái sự chi phối của nội tiết tố rất là nhiều, hay còn gọi là rối loạn nội tiết tố. Vì thế nếu chúng ta mà chỉ có bôi thoa từ bên ngoài mà bên trong của chúng ta vẫn rối loạn như vậy thì tình trạng nám da của chúng ta rất là khó cải thiện. Điều thứ hai là trong khi mà chúng ta xử lý nám da thì chúng ta cần sử dụng một số cái hoạt chất, mà những hoạt chất đó thì không nên dùng trong thời kỳ mang thai hay là cho em bé bú, vì nó có thể ảnh hưởng đến em bé của chúng ta. Vì vậy thì trong cái trường hợp là chúng ta đang mang thai và cho em bé bú thì thứ nhất là chúng ta sẽ nên sử dụng kem chống nắng đều đặn thôi, để có thể duy trì cái trạng thái ổn định của tình trạng nám da đó, và sau đó thì chúng ta sẽ xử lý sau. Thứ hai này, có thể sử dụng thêm một số hoạt chất để có thể làm sáng da nhẹ nhàng, hay là ức chế tình trạng để tránh tái phát hay là tránh nám đậm nhiều hơn. Ví dụ như có thể là sử dụng vitamin C này, hay là niacinamide này, thì những cái hoạt chất này đều rất an toàn cho cái mẹ đang mang thai và cho em bé bú. Rồi khi nào đó em bé của chúng ta lớn lên này, không còn ăn bú ti mẹ nữa, lúc đó khoảng tầm là trên 1 năm thì chúng ta bắt đầu bước vào cái giai đoạn để xử lý nám da nha. Trường hợp thứ hai không nên xử lý nám da đó chính là những người mà đang vừa có tình trạng mụn lại vừa có tình trạng nám da. Nếu chúng ta mà xử lý cả mụn cả nám da trong cùng một phác đồ thì chị em biết rằng là cái phác đồ của chúng ta nó sẽ rất cồng kềnh, bởi chúng ta sẽ cần có những sản phẩm để trị mụn này, những sản phẩm để làm sáng da này, những sản phẩm ức chế nám này, rồi sản phẩm để bảo vệ da này. Và khi mà một phác đồ cồng kềnh như vậy thì chúng ta sẽ tốn kém rất là nhiều chi phí. Và cái điều thứ hai quan trọng hơn là nếu như một cái làn da chúng ta đã mỏng manh yếu ớt và chịu sự chi phối rất là nhiều bởi các tác động bên ngoài này, hay gặp rất là nhiều vấn đề mà chúng ta lại đưa quá là nhiều hoạt chất lên trên da, thì nó có thể khiến làn da chúng ta bị quá tải này, từ đó tình trạng mụn, tình trạng nám da của chúng ta đậm hơn rất là nhiều. Và chị em biết rằng là trong trường hợp chúng ta là vừa bị mụn này, vừa bị nám này, thì cái mụn chính là một cái vấn đề trên da mà ngắn hạn có thể xử lý được ổn định, còn cái nám da chúng ta sẽ cần một cái thời gian nó dài hơn. Vì thế thì nếu một làn da mà vừa mụn vừa nám thì chúng ta sẽ ưu tiên là sử dụng những sản phẩm để chúng ta trị mụn trước. Và trong quá trình trị mụn thì lưu ý là dùng những cái sản phẩm kem chống nắng này để có thể bảo vệ làn da chúng ta tránh bị sạm nám nhiều hơn. Sau đó tình trạng mụn chúng ta ổn định rồi thì chuyển qua để bắt đầu xử lý các tình trạng nám da. Tuy nhiên vẫn nhớ một điều là dù chúng ta đã ổn định mụn rồi thì những cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng vẫn phải là những sản phẩm mà không gây vết tắc cho làn da, chứ nếu không chúng ta sẽ lại bị mụn và nám và như thế lại, nó rất là mệt mỏi. Và trường hợp thứ ba, trường hợp này cũng rất là nhiều chị em mắc phải trong quá trình mà chúng ta xử lý nám da, và chúng ta không nên xử lý nám khi có trường hợp này. Và trước khi bước vào trường hợp quan trọng này thì đừng quên là hãy bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube ở phía dưới. Trường hợp này có tên là da của chúng ta vẫn đang bị khô này, đang bị thiếu ẩm này, hay da của chúng ta chưa được phục hồi. Có rất là nhiều chị em nhắn tin cho Hương và nói rằng là bán cho chị những loại serum đi, để chị có thể hút nám, hủy nám này, trị nám này, hay là bán cho chị một loại kem nào để có thể trị nám. Nhưng chị em cần biết rằng là khi mà chúng ta bị nám da, tức là làn da chúng ta có vấn đề, và cái phác đồ điều trị da mà trị nám da chuẩn ý, thì làm sao nó phải song song hai thứ. Một là vừa xử lý các đốm nâu ở trên da, điều thứ hai phải làm da chúng ta khỏe hơn song song với điều thứ nhất, để làm sao chúng ta duy trì được cái trạng thái ổn định của làn da nó lâu dài nhất. Vì thế thì ngoài việc mà chúng ta xử lý nám da, điều đầu tiên chị em cần làm được là tránh cái tình trạng da chúng ta bị khô, da chúng ta bị thiếu ẩm. Bởi vì nếu mà da bị khô thiếu ẩm ý, thì chúng ta có dùng bất kỳ hóa chất nám nào thì tình trạng nám chúng ta rất khó cải thiện, thậm chí chúng ta còn bị kích ứng này, hoặc là thậm chí chúng ta còn bị gọi là rụng ngược sắc tố, tình trạng sạm nám nhiều hơn. Thì có 5 cái sản phẩm cơ bản nếu chị em chúng ta còn chưa có trong cái chu trình skincare hàng ngày thì chúng ta sẽ nên thêm vào nhé. Đầu tiên là những sản phẩm làm sạch da, tẩy trang và sữa rửa mặt, nó nhẹ nhàng dịu dàng thôi nhưng mà phân khúc không được quá là thấp. Thứ hai là những cái sản phẩm serum phục hồi, và trong cái quá trình chúng ta phục hồi thì nên dùng các serum như là B5 chẳng hạn, hay là có ceramide chẳng hạn, để chúng ta có thể phục hồi làn da tốt hơn này. Tiếp theo là sản phẩm dưỡng ẩm để có thể cấp đủ ẩm cho làn da. Tiếp theo nữa chính là sản phẩm kem chống nắng. Nếu chúng ta mà chưa có đủ những sản phẩm này thì đừng vội xử lý nám da làm gì cả.
Và khi nào đó chúng ta kiểm tra này, thứ nhất là tình trạng da của chúng ta đủ ẩm, không còn bị khô này, căng này, rát này, hay không có bong chóc quá là nhiều, thì chúng ta bắt đầu mới thêm các hoạt chất để trị nám da vào. Khi đó thì làn da chúng ta khỏe này, giống như cơ thể chúng ta khỏe mạnh, chúng ta sẽ hấp thu cái dưỡng chất tốt hơn và chúng ta sẽ điều trị nám được ổn định hơn này, nhanh chóng hơn rất là nhiều. Trường hợp thứ tư chúng ta không nên xử lý nám da, đó chính là những làn da đang viêm hay đang nhạy cảm. Nhiều khi chị em nghĩ rằng là viêm tức là phải có cái gì đó mà đỏ này, hay là thực ra là rất là nhiều mụn này trên làn da của chúng ta. Nhưng thực tế viêm hay là nhạy cảm chỉ là ví dụ như chúng ta bôi vào chất gì đó thì da chúng ta bị đỏ này, rát này, hay là chúng ta có thể là rửa mặt xong da căng tức đỏ rát thì đó cũng gọi là một trường hợp viêm nhẹ rồi. Hoặc đơn giản thôi là chị em mình có thể đổi một cái sản phẩm mỹ phẩm nào đó thì da chúng ta lại có thể là đỏ này, rát này, kích ứng này, thì những trường hợp đó chúng ta vẫn chưa nên xử lý nám da vội mà chúng ta hãy thêm những hoạt chất vào làm sao để bình ổn tình trạng đó, để phục hồi làn da. Khi nào da chúng ta khỏe rồi chúng ta mới bắt đầu thêm những hoạt chất vào để có thể trị nám da. Rồi, vậy thì trên đây Hương đã chia sẻ để chị em về bốn cái làn da chúng ta không nên xử lý nám da. Vậy chị em hãy xem rằng chúng ta gặp trong những trường hợp nào, và nếu gặp những trường hợp đó thì điều đầu tiên là hãy có một cái bộ sản phẩm cơ bản để chúng ta có thể là làm sạch này, cấp ẩm này và phục hồi cho làn da đã. Sau đó chúng ta mới tiến hành để trị nám da nha. Và trong quá trình skincare gặp bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn chị em đã lắng nghe.